Và tiếp tục chương trình với nhạc phẩm Cảm ơn của sáng tác Nhật Ngân do trình bày của cha Minh Chí. Xin chào cha Minh Chí, một tràng pháo tay thật to thật lớn. Lần đầu tiên xin gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức. Chúc cho cộng đoàn sang năm mới được nhiều hồng ân Chúa. Xin Chúa dùn giữ cho mọi người luôn mạnh khỏe. Và xin cộng đoàn mỗi một ngày một thăng tiến hơn và vui nhộn hơn nữa. Hôm nay con hơi bất ngờ bởi vì tới nơi mà thấy mọi người đi về hết trơn rồi. Mọi người nghe đấy, cha trường nói là 10 giờ đêm mới kết thúc, bây giờ mới 7 giờ mới về hết rồi. Nhưng không sao, ít người nhưng mà mình chơi tới cùng ha. Bây giờ xin gửi mọi người bài hát Cảm ơn, nói lên lời cảm ơn tất cả mọi người chân tình. Là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò, này là bánh chưng mẹ già tự tay gói gửi cho con, này là áo len bao nhiêu đêm mang chút tình hậu phương thương mến, ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp văn chương mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi, mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh, cảm ơn ai khi xuân về thật là vui, không quên người sương gió xa trường, âu yếm gửi tình đi muôn nơi, thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em, khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày mai.
luyện thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió xa trường âu yếm gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Cảm ơn Trà. Chúng con xin cảm ơn cha. Ngoài trời mưa gió lạnh lẽo mà cha ở xa, cũng cha tới đây với chúng con. Chúng con rất là cảm động. Không biết nói gì, chỉ kính chúc cha một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, và xin Chúa luôn luôn phù trợ cho cha. Cộng đoàn chúng con có món quà xin gửi tặng cha. Dạ, xin cha nhận cho. Dạ.